Ở nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là một cái bất ngờ cực kỳ bất ngờ nha. Đó chính là câu lạc bộ Hải Phòng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 40 của trận đấu giữa cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Pleiku của Gia Lai nha quý vị. Đây là một cái kết quả rất là bất ngờ khi mà trước trận đấu này thì rất là nhiều cái chuyên gia nhận định là Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ thi đấu lấn lướt và họ sẽ có một cái kết quả tốt trước Hải Phòng và được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với Hải Phòng, khi mà Hải Phòng có một cái lực lượng rất là mỏng manh và cũng có những cầu thủ mà Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn nữa. Đó chính là một cái bất ngờ và một cái hấp dẫn tại cái giải đấu lần này, và chúng ta hãy cùng xem tiếp theo Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ làm như thế nào để mà gỡ hòa lại được câu lạc bộ Hải Phòng khi mà để cho đội khách họ dẫn trước ở phút thứ 40 như vậy. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây và xin phép được theo dõi tiếp tục trận đấu này. Nếu như mà có cái kết quả như thế nào thì Thái TV sẽ thông báo cho tất cả quý vị và các bạn ở cái video sau nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video mới nhất. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua. Và xin chào, hẹn gặp lại.